tác dụng bất ngờ của việt quất với người có đường huyết cao. Quả việt quất chứa các chất phytochemical như polyphenol, flavonoid, anthocyanin, chất xơ, vitamin C, axit hữu cơ, vitamin E, vitamin A, vitamin B, pectin. Ngoài ra còn có các khoáng chất như kali, sắt, kẽm và canxi. Chất anthocyanin trong quả việt quất có tác dụng mạnh hơn vitamin E 50 lần và mạnh hơn vitamin C 20 lần trong việc chống lại các gốc tự do. Vì vậy, chúng có thể bảo vệ mắt, hệ tim mạch, gan, da và chống dị ứng. Bên cạnh đó, quả việt quất còn có tác dụng bảo vệ tim mạch và ngăn ngừa huyết áp cao. Ngoài những tác dụng nêu trên, quả việt quất còn có tác dụng ổn định lượng đường trong máu và ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Theo trang Abuluang, những bệnh nhân tiền tiểu đường ăn quả việt quất sẽ giúp giảm 26% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, và những người trưởng thành béo phì mắc bệnh tiểu đường đã tăng độ nhạy insulin sau khi ăn quả việt quất trong 6 tuần.